Minasan konbanwa, xin chào tất cả các bạn. Nay mình sẽ cùng livestream các bạn giữa một cái nội dung, một vài kiến thức của N2 nhé. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Nào để các bạn nào vào trước thì chúng ta sẽ cùng nhau làm. Rồi đây là phần đầu tiên liên quan đến phần tiền tố và hậu tố các bạn nhé. Đó là của N2 thì nhưng mà các bạn thử xem đây là có những phần từ vựng nữa đi. Câu số 1 nào. Các bạn đang chọn 1 đúng không? Chúng ta xem nhá. À, gì đây nhở? Chichi wa daisoku go sukari. À, đây là từ gì đây nhở các bạn nhở? Hay kiroku đúng không? Kiroku ni natte shimatta. À, các bạn sẽ chọn gì đây? Fu kiroku. Các bạn đang chọn 1 à? Chúng ta xem nhá. Bố tôi đúng không? Sau khi nghỉ việc ấy ạ, đó daisoku này, sukari là hoàn toàn đúng không? Đấy các bạn nào bạn có thể xem nhá, được không ạ? Ừ. Đó chúng ta có từ kiroku này, chữ khí và chữ lực các bạn nhá. Nói chung là nghỉ việc cái kiểu nghỉ hưu ấy đúng không? Hoặc nghỉ việc cái thì kiểu nó hơi trống trải, trống rỗng ấy, kiểu như thế thì chúng ta có từ kiroku. Kiroku là cái sự hưng phấn, có thể bằng với từ yaruki cũng được nhỉ, đúng không? Đó, tức là cái sự động lực đó, hàng ngày cứ mỗi ở nhà nó chẳng làm cái gì cả, nó cảm thấy rất là nhàm chán đúng không? Đó sẽ là kiroku. Vậy để nói về cái sự nghỉ làm xong nó hoàn toàn mất hết rồi, chẳng có cái gì nữa cả, đúng không? Chẳng có cái sự động lực nào cả, hứng thú gì nữa cả, đúng không? Vậy chúng ta sẽ dùng cái gì đây? Câu 11 rất nhiều người bạn chọn 1 nhờ là chữ bắt đúng không? Chúng ta có chữ vị, đó là dùng trong trường hợp mà chưa đầy đủ cái gì đó, ví dụ vị thành niên đúng không ạ? Đấy. Ok, hoặc là chưa làm cái gì đó thì là chữ vị nhá. Chữ phi thì thường thường sẽ là quá cái gì đó đúng không? Ví dụ hijoguchi chẳng hạn đúng không? Các bạn bắt gặp từ trong sơ cấp rồi. Đấy cho dễ nhớ nhá. Đó. Còn các bạn hay bắt giữa cái chữ bắt với cả chữ vô này đúng không? Chữ bắt này chữ vô này thì chúng ta hay bị nhầm lẫn đúng không? Vậy chúng ta xem nó là cái nào nào. Mina san. Đó, chúng ta thường hay nói là yaruki gá nai đúng không? Vậy đây có từ kiroku thì chúng ta cũng sẽ đi với bạn nào đây? Nhờ bạn chọn 1 quá sao chẳng thấy đâu nữa. Các bạn đã ra cho nhà mình chưa nhìn thấy nhỉ? Ok, đáp án chính xác phải số 2 mà các bạn nhá. Mình thấy rất nhiều bạn chọn chữ bắt rất là tiếc rồi, đúng không? Cái này thì kiểu như là có nhưng mà chưa đủ ấy, nhưng cái này là hoàn toàn mất đi rồi, không có nữa, đúng không? Đây chữ vô mà đúng không? Mình sẽ đọc nó là gì nhỉ? Mukiroku. Mukiroku. Ok chưa? À, không 1 thì là 2 à. Và nó sẽ là 2 các bạn nhá. Nhớ chưa? Đấy, có những từ mình thấy ô hai từ này chữ bắt thì là không ấy thôi. Đúng không? Nhưng một cái là đến nay, còn một cái là nanimo shinai, chẳng có cái gì nữa cả. Đúng không? Mà có từ sukari nữa này. Đấy, hoàn toàn không có nữa, không có cái yaruki đấy nữa, không có cái kiroku đấy nữa nhá. Câu số 12. Yachin no nani nani harai bun wa daigetsu gezun đúng không? Ni matomete o shiharai shimasu to itte kita. Câu số 12, nhà chin đúng không, là tiền nhà. Lại ở đây vẫn lặp lại, nó sắp xếp thứ tự khác đều một chút thôi, nhưng vẫn là cái chữ vô, chữ phi, chữ vị với cả chữ bất. Vậy trong trường hợp này thì mình sẽ chọn cái gì? Rồi ok, câu 12 chúng ta xem nào. Đây chủ ngữ là cái phần đúng không, cái phần tiền trả mà chắc là chưa trả nhờ đúng không, phần tiền nhà chưa trả thì chúng ta có gezun là hạ tuần, thượng tuần và trung tuần này các bạn này đúng không? Thì đây là sẽ là 10 ngày cuối cùng của tháng các bạn nhá. Đó đây cái chữ gezun matomete đấy, gom hết cả lại và mình nói rằng sẽ trả vào cái thời điểm đó đúng không? Vậy cái phần này là phần chưa trả đúng không? Đó chưa trả thì sẽ là chữ vị, đã mình dịch được thì mình sẽ hiểu nhá, chính xác của tài quá sao bảo vị là chưa đúng không, như kiểu vị thanh niên ý, chưa thành niên. Chào bạn Nhan Đào. Đúng rồi, hay. Dạ, yeah, chúng ta sang với câu số 13 nào. Có những cái tiền tố và hậu tố tiếp theo nhá. Dạ, chị yêu 3 bản. Boku no tennis club ga zenkoku taikai de hajimete nani nani. Đó, chúng ta có chữ quyết và chữ thắng ấy đúng không? Mà thế hay ta. Nói về cái trận đấu bán kết à, đúng không? Đó, cái câu lạc bộ thì đây nhỉ, tennis đúng không? Đó thì cái đại hội thể thao toàn quốc này đúng không, lần đầu tiên đúng không? Đó nó được tôi đã đi đến được đến cái trận nào đấy chẳng hạn đúng không ạ? Vậy để nói về cái trận đấy, cái trận này là cái trận mình dịch bán kết đi nhá. Đó người ta sẽ dùng chữ nào? Chữ này là chữ thuận này, chữ chuẩn bị này đúng không? Chữ này là chữ thuần các bạn nhá, còn chữ này nó là chữ gì nhỉ? Chữ tuần, như mình vừa nói trong từ gezun, jozun và chuzun đúng không? Thượng tuần, hạ tuần và trung tuần đó. Câu số 13 mọi người chọn 2 đúng không? Đấy từ này rất là dễ nghe nhiều đúng không? Đó chính xác nó sẽ là, hay đáp án chính xác sẽ là jun getsho. Ok, đó là trận bán kết các bạn nhá. Đúng không ạ?
Ok, chữ này là chữ thuận thì đúng ra thầy thuận là thuận tự nhỉ, run rộ các thứ chẳng hạn đúng không? Ides có. Rồi hoặc là rung băng đúng không? Còn chữ thuần, đấy, chữ thuần là số 3 các bạn nhé, thì mang chữ kiểu đơn thuần ấy đúng không? Đó, còn số 4 thì nó là chữ tuần, đam mê. Câu số 14 nào, jiten wa genzai, đó, đi với cụm từ này chữ biên và chữ tập à, nó nên là gì đấy? Hay super wa rainen, ni ga chữ goro yote shiteru. Nào câu số 14, cái gì nhỉ, từ điển đúng không, thì đang à thế nào, gen dai đã có từ gen dai là hiện tại thế nào đó, nên là việc xuất bản là dự kiến sẽ khoảng vào tháng 2 năm sau đúng không. Chính xác của từ gen dai là hiện tại nó đang đúng không, thế nên chúng ta sẽ có là chữ này là chữ thượng, chữ hạ, chữ trung đúng không, và chữ này là chữ quá, vậy chúng ta sẽ có là đang cái gì đó các bạn nhá. Đó, chính xác đáp án nó sẽ là số 3. Nó mang nghĩa là gì các bạn nhỉ? Chúng ta sẽ có là gì đấy, jiten wa genzai henshu đúng không, cái chữ chung này các bạn nhé đúng không, thì chúng ta thường có hai cách đọc khi đúng là hậu tố, nó sẽ có là siêu hoặc là chiêu, còn nhớ không ạ? Đó, chiêu thì chúng ta sẽ dùng trong trường hợp mà nó đang diễn ra vt được, ví dụ trong là henshu shite được, thế là henshu chiêu wakaremasu có. Còn cái gì nhỉ, có thể là ju nữa đúng không, ví dụ như là nihonju đó, trên khắp toàn cái phạm vi ở đó đúng không, thì đây đáp án sẽ là số 3 các bạn nhé. Nào câu số 15 nào, hito ni yotte jinsei nani nani desu ne, kotonaru đúng không, chữ này chữ dị các bạn nhé, là sự khác nhau. Ừ đấy, nhân sinh gì nhỉ các bạn nhỉ, đó chúng ta chữ chữ là gì, chữ cảm đúng không, chữ này là chữ đích, tiếp theo này là chữ tính, và chữ này là chữ quan, quan trong quan sát. Vậy câu số 15 mọi người chọn một hoặc hai à? Ừ, nhân sinh xe à, không phải là nhân sinh quan chứ đúng không, tùy thuộc vào từng người, lý do tên là tùy thuộc vào nhá, thì nhân sinh quan của mọi người sẽ có sự khác nhau, có người suy nghĩ cái này thế này, có người suy nghĩ kia thế kia đúng không. Câu 15 sai một trận đầu em đi à, may quá chưa phải trận đầu bạn nào cả đúng không, à có một vài bạn nhưng bạn ấy không tuyên bố. Rồi chính xác, bạn Tân Trần à, nhân sinh quan chứ đúng không, đây quan từ quan sát này, đây nhân sinh xe à? Đúng không, đây là tính chất gì đó nhá, ví dụ như là cái chữ xe này đúng không, nó là nói về tính chất chứ đúng không ạ. Đó thì đây câu 15 của chúng ta nó phải là nhân sinh quan đó, jin se khẳng. Ok rồi, tiếp theo thêm lại thêm mình lấy một đây khác các bạn nhá, vẫn là cái tiền tố hậu tố, một đời bạn mình nghĩ là những cái câu này chúng ta làm nhiều lên thì chúng ta sẽ quen nhá. Rồi tiếp theo với câu số 11, chúng ta quay trở lại với câu số 11 nhá. Rồi, tsuki ni seibutsu ga nó có sonzai à, đúng không? So desu ne, sonzai suru kano nani nani wa kiwamete hikui. Đó, kiwamete cực kỳ, chữ này chữ cực các bạn nhé, cực kỳ thấp. Ya chigi yu ichiban mata yu ichiban desu yo ne. Câu số 11 các bạn chọn gì đây? Chúng ta có chữ hóa, chữ đích đúng không, chữ lệ đúng không, và đây là chữ tính. Vậy chúng ta sẽ có là gì câu số 11, minasan comment o negai shimasu. Kano ai kano, chính xác, vậy nó sẽ là kanose các bạn nhé, nó tính khả năng nhé, tính khả thi, khả năng định được đúng không. Đó, cái khả năng mà sinh tồn đúng không, các sinh vật có thể sống được trên mặt trăng thì cực kỳ thấp đó. Kiwamete đây là một phó từ các bạn nhé, kiwamete là cực kỳ, âm hán việc nó thực ra cũng là chữ cực đấy ạ đúng không, ok cực kỳ thấp, vậy nó sẽ là cái tính chất gì đó đúng không, thì người ta sẽ dùng chữ c này các bạn nhé, được chưa ạ. Cạn này trong nó là sự biến hóa đúng không đó. Chữ teki này như kiểu tính, như kiểu là như kiểu tính thì nhỏ, dento teki này, gu tai teki đúng không, còn d này thì sẽ là kiểu gì nhỉ, đây trong ví dụ ở đây đúng không, chữ lệ các bạn nhá. Câu 11 vẫn bạn nào à, đây 11 bạn nào, ok chính xác. Nào câu số 12 nào, kodomo ni okane no koto de nani nani jiyu na omoi wa sasetaku nai, sasetaku nai thể sai khiến các bạn nhá, tôi không muốn cho phép đúng không. Đấy, cho phép ai đây, con cái của mình đúng không, có cái suy nghĩ là thế nào đấy đúng không. Vì đồng tiền đấy này, đấy okane no koto de ii desu ka.
Nào, câu số 13, đúng rồi, đáp án chính xác của nó chúng ta sẽ dùng từ free you. Đấy, thực ra từ này có thể từ N3 chúng ta có thể bắt gặp rồi đúng không? Free you, tức là bất tự do đúng không? Không có sự tự do, đôi khi nó dùng nếu mà nói về các bộ phận cơ thể người nó có thể nói về liệt cái bộ phận đó chẳng hạn đúng không? Ví dụ như là bị khiếm thính, khiếm thị chẳng hạn đúng không? Chúng ta có thể dùng từ này nhá. Rồi, chính xác. Ok, câu 12 đáp án 3. Tiếp theo chúng ta với câu số 13 nào, Minasan. You summer, hay kuno wa? Ai, quanh đi quẩn lại nó chỉ có một vài cái tiền tố hậu tố thôi, thế nên là các bạn cứ làm nhiều đề là mình sẽ nhớ, đúng không? Nào, kono byouki ni yoru shibo, đúng không? Tử vong đúng không? Wa kanari takai. Đó, khá là cao cái gì? Mình sẽ để tỷ lệ tử vong đúng không? Do cái bệnh này khá là cao. Shibo đích chữ, đúng không? Chính xác, đáp án câu số 13 nó sẽ là số 3, chữ này chữ xuất các bạn nhá. Tỷ lệ gì đó. Chữ quan này, chữ hóa này là sự biến hóa, là chữ lực, năng lực cái gì đó các bạn nhá. Câu 13 rất là dễ rồi, nói hiểu được cái là chúng ta nói luôn shibo đích chữ, tỷ lệ tử vong. Cứ tỷ lệ đó, tỷ lệ lên lớp này, đúng không? Xin các cựu đích chữ, đúng không? Đó, tỷ lệ tử vong hoặc các tỷ lệ thất nghiệp các thứ chẳng hạn thì chúng ta có từ đích chữ, đúng không? Chính xác, câu số 14, Uchinimo. Đó, chúng ta có từ đây là từ gì? Judo, đúng không? Đó, Judo no mishin ga arimasu. Arimasu ga, ai, ima wa mattaku chikaimasen, chikatteimasen. Câu 14, các bạn đang chọn 2, 1 hoặc là 4, có cả 3 nữa, đúng không? Đây các bạn nhá, ta hiểu là có cái machine như kiểu là máy khâu ấy, cái máy móc đấy nhá các bạn nhá. Đó, ở nhà tôi thì có cái là máy móc kiểu làm bằng tay đi, đấy, vận động, chuyển động bằng tay ấy nhá. Tức là mình làm cái từ này là chữ thủ với cả chữ động, đúng không? Tức là mình sẽ hiểu như là nhỉ? Vận hành nó bằng tay các bạn nhá. Đó, nhưng mà bây giờ hoàn toàn không sử dụng nữa. Ima wa mattaku chikaimasen. Chuẩn chưa? Vậy ta có để chữ loại này, đúng không? Chữ pháp này, chữ qua chữ cảm này, và đây là chữ gì nhỉ? Chữ âm thức, đúng không? Ok, chúng ta bỏ chữ ba đi nhá, đúng không? Đây là một cách thức gì đấy mà đây là N2 mà sao thế lạ thế á? Đây là N2 đấy nhá. Và đáp án của chúng ta biết là cái gì không ạ? Chúng ta một cụm từ, đúng không? Nó chính là chữ shiki này này. Đó, idesuka, nó chính là từ này là shudo shiki, chính xác chưa? Shudo shiki. Đó, cách thức vận hành cái thức ấy, đúng không? Chứ không phải là phương pháp các bạn nhá, nó về cách thức, hình thức các thứ này, nó là chữ thức, đúng không? Thức này các bạn hay bắt gặp như kiểu là cái lễ nghi gì đấy, ví dụ như là gì nhỉ? Nyugaku shiki à, đúng không? Hoặc là seijin shiki, đúng không? Đó, lễ thành nhân hoặc là lễ tốt nghiệp. Nhưng ngoài ra nó cũng dùng để nói về cái máy móc đó có cái hình thức là chúng ta sẽ kiểu vận hành nó bằng tay ấy, đúng không? Đó, khả năng có thế đấy, ugokasu yarikata. Đó, cách mà chúng ta làm cho nó chuyển động bằng tay, đúng không? Rồi, chúng ta sang câu số 15 nào. Từ bỏ câu khó này để đến với một câu khó hơn chăng? Hay, kehi no yaku dokuwari o nanka jin nanka jinken nanani nani ga shimete iru. Ya, minasan, chigi onegai shimasu. Phần này là phần tiền tố hậu tố, nói chung là để có những cái nó thành cái quy luật. Thế nhưng mà các mình nghĩ là cái phần này các bạn cứ nên có thể, tất nhiên là cái vốn từ vựng nó cũng sẽ giúp các bạn trong quá trình làm bài, và đặc biệt thôi mình có làm đề là mình sẽ nhớ nhá, để mình phân biệt. Hôm nay không đặc kỳ. Nào, câu 15 lại mình đang thấy có phương án 1, 3 và 4 nữa này. Ồ, để xem nó là cái nào nào. Rồi, đây chúng ta có là gì đấy? Chữ này là chữ nhân và chữ gì nhỉ? Chữ kiện đấy đúng không? Ok. Câu số 15, minasan doko ka. Đây là gì đây? Đang nói liên quan đến kinh phí thì chắc là lúc sau liên quan đến phí ở đấy nhỉ? Đúng không? Đây này, đúng không? Nhân cái này, chi phí mình dịch là chi phí cho phải nhân sự ấy nhá. Đấy, về kiểu chi trả nhân công cái thứ ấy, đúng không? Nó chiếm 60%. Đó, được cứ wari wagi này bằng với cả 10% jubasento nhá các bạn nhá. Mới một cái wari này ấy, đúng không? Trong khoảng cái kinh phí nói chung. Ok, vậy chiếm cái kinh phí đấy nó sẽ, chúng ta sẽ có là jinke gì nhỉ? Jinken hi. Ok, đáp án chính xác câu 15 sẽ là số 1, đúng không? Jinken hi. Ok chưa? Gakku hi, học phí, đúng chưa? Đó. Còn chữ này là chữ ngạch này, đúng không? Chữ xuất mình vừa mới học xong này, mấy chữ đại, đúng không ạ? Đó. Thì đương nhiên thế này chỉ có từ kinh các cựu là số tiền thôi. À, chữ xuất này không lên tỷ xuất không nói gì rồi này. Đó, chữ đại này có mà nói về tiền, nhưng mà các chi phí liên quan đến gì nhỉ? Tiền ga chẳng hạn. Ga sự đai, đen qua đai, đen ki đai, đúng không? Thì mình mới dùng cái từ này các bạn nhá. Rồi, chính xác rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với phần chút tổ năng cả usui cả nào.
Minasan yoku mimasu ka? Tiếp theo chúng ta đến phần ngữ pháp nhé. Thì mình có nói phần tiêu đề đúng không? Thì phần này ngữ pháp khá là cơ bản của N2. Mình không đi quá sâu ở những ngữ pháp khó đúng không? Bởi vì là thực ra cái phần những đề cộng ở đây thì nó hỏi những cái nó khá là cơ bản thôi. Nên mình sẽ đi đến cái cơ bản trước đúng không ạ? Để các bạn chẳng may mà đang đến giai đoạn mà học những cái khó khó rồi, chúng ta lại quay lại để nhớ lại những cái cơ bản nhất như thế này. Yachini hai bunbo wo issho ni yarimashou. Câu số 1. Ra xem nhá. Chisana kodomo ga konna hai toku made hitori de hai korare. Ok chưa? Cái phần ngữ pháp đương nhiên là mình phải dịch nhá các bạn nhá. Dịch nhanh thì chúng ta mới có thể hiểu được cái đó và chúng ta xem dùng cái nào cho những ngữ pháp này. Chúng ta xem nhá. Là gì nhỉ? Chisana kodomo ga konna toku đúng không? Tức là gì đây? Một đứa trẻ nhỏ đúng không? Đấy mà nó đi đến một nơi xa như thế này, đi một mình. Vậy korare đó thể khả năng đúng không? Làm gì có chuyện nó có thể đi đến một mình đến nơi như thế này đúng không? Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là gì đây hả các bạn? Rồi đáp án kanedu. Rất nhiều bạn chọn kanedu. Kanedu thực ra như kiểu là chúng ta sẽ sử dụng trong ngữ cảnh nào ạ? Khó mà, nghe có vẻ hợp lý là một đứa trẻ nhỏ như này làm sao khó mà nó có thể đi đến một nơi xa đến như thế này đúng không? Nhưng mà ý đây là nó muốn nhưng mà không thể ạ, thì chúng ta mới dùng cái mẫu kanedu. Kanenai thì bằng với kamoshenai các bạn nhé. Còn kanedu thì mình dịch tiếng Việt của mình cũng là có thể hình dung là khó mà. Tuy nhiên khó mà đây mình sẽ dùng trong ngữ cảnh nó bị áp lực một cái gì đó, mình muốn làm cái đấy lắm nhưng mình không thể nào làm được, thì mới chúng ta trong trường hợp đấy chúng ta mới dùng từ kanedu. Ok chưa? Ví dụ như là tôi khó mà có thể giải quyết được cho anh chẳng hạn, đúng không? Thì nó mới là kanedu. Còn đáp án đây chúng ta chính xác mới phải là konai. Ok chưa ạ? Câu số 1 chúng ta phải chọn 2 mới đúng nhá. Đó, korare konai. Korare konai. Và đó thường thường phía trước konai nó cũng thường đi với phải gì nhỉ? Thể khả năng, nhớ chưa ạ? Đó, làm gì có chuyện nó bằng với ha sự ganai hoặc wake ganai. Đó, câu 1 đáp án phải là 2 mới chính xác các bạn ạ. Ii desu ka? Soda thì không vừa nhá, đúng không? Soda thì có vẻ thế nào đó, nghe có vẻ hợp lý. Nhưng mà soda trong sơ cấp mình học thường sẽ là có vẻ trời sẽ mưa, có vẻ thế nào đó, khả năng nó sẽ xảy ra ấy, đúng không? Đấy là cô soda. Và đây là khả năng nó sẽ xảy ra rồi, trong nghĩa này không đúng. Khi đựng dame desu na, các bạn thường phân vân giữa 2 với 3 đúng không? Thì kanedu như mình nói đấy, mình muốn làm như thế thường thường là mình muốn làm, tôi không thể làm được cái này cho anh đâu, đúng không ạ? Còn konai đây chúng ta sẽ dùng là một đứa trẻ đấy thì làm sao nó có thể có chuyện là nó đi một mình đến nơi xa như thế này được, đúng không ạ? Thì đó nó phải là gì nhỉ? Nó bằng với hasu ganai hoặc wake ganai. Nhớ nhá, câu 1 là bản 2 mới chính xác. Các bạn dịch thế nào là tuyệt đối không? Làm gì có chuyện? Làm sao mà có thể đi đến một mình được, đúng không? Dịch thế nào rồi nhưng mình hiểu bản chất của nó nhá. Câu số 2 nào. Saikin kasuku kan no satsujin nado shinji nani nani news ga oi. Kiến thức đang đi chơi rồi. Kiến thức các bạn đang đi chơi một chút rồi, hy vọng là nó sẽ quay trở lại vào ngày 1 tháng 12 tới đây. Korai kon nai, korai kon nai. Ok, nào chúng ta sang với câu số 2 nào. Dạo gần đây đúng không? Có nhiều tin đấy, có rất là nhiều những cái vụ tin tức thế nào đó, ví dụ như là cái sát nhân là chính là những người trong gia đình đi chẳng hạn nhá. Đó, kazoku kan. Ở trong gia đình ấy, đó sát nhân satsujin. Ok, mình sẽ có cụm từ đây, chúng ta có ê độ là đạt được cái gì đó, làm gì có cái nào nhỉ? Yoga nai là không thể nào mà. Đấy, động từ cũng mắt sự, bỏ mắt sự đi. Yoga nai thì nhưng mà kiểu là không có cách nào làm được ấy, đúng không? Không, ví dụ như là câu trả lời khó quá, không có cách nào tôi trả lời được. Kotae yoga nai. Đó thì mới là yoga nai này nhá, là mề. Gachi tự nhiên lạc loài. Gachi ở đây cũng là mắt sự, bỏ mắt sự đi, cộng với gachi như là có xu hướng gì đó, ví dụ như là xu hướng hoặc là cái tần suất làm rất hay làm bị như thế, hay muộn học chẳng hạn, okure gachi. Đó, ok chưa? Và đáp án nó chính là gatai. Đúng không ạ? Đó, shinji gatai, khó mà tin nổi. Có rất nhiều cái tin rất là khó, tin tức về giải đấu rất là không thể nào tin nổi. Đó là cái việc mà có rất nhiều những sát nhân là những người trong gia đình. Chính xác, gachi là thường hay nên chúng ta loại. Ok, loại đáp án nhá. Câu 15 ở đâu đấy? Đây là câu số 2 phần ngữ pháp bạn nhá. Comment lại giúp mình với. Câu số 3 là onna no ito ga byoki no heiya no kado maro kara nani nani shoto o miteru. Ya, 次 3番 onegaishimasu. Shinji gatai, chính xác. Rồi, ok, chúng ta chuyển sang câu số 3 nào. Minasan miemasu ka?
từ cửa sổ đúng không? Ở đây đúng không? Ừ, cửa sổ của bệnh viện đấy, cô gái ấy từ cửa sổ bệnh viện thì đang nhìn ra bên ngoài đấy, như kiểu trong chuyện gì nhỉ? Chiếc lá cuối cùng ấy nhỉ, đúng không? Đấy đang nhìn bên ngoài một với thế nào? Sapisi, ok, biết là vẻ rất là buồn khổ cô đơn đấy đúng không? Ok, vậy đáp án này nó sẽ là gì? Chính xác, chúng ta sẽ có shisha dame desu na, nó là cách chúng ta danh từ hóa cái tính từ này thôi. Sapisiku, sapisige, đây nó chính là cái ghê này, nó bằng với so, trông có vẻ buồn rầu đấy, nhìn ra cửa sổ trông có vẻ buồn rầu, nó sẽ là ghê này các bạn nhá. Bằng với so da mình đã học trong sơ cấp ấy ạ, đấy có vẻ buồn, sapisi so và sapisige dame desu ka, đáp án sẽ là số 3 nhá. Ừ, rồi câu này thì dễ rồi đúng không? Câu 4 nào. Mainichi o sake o nonde iru ja. Ai i yoku naru nani nani janai? Này suốt ngày cứ hàng ngày đều uống rượu như thế đúng không? Thì i ga yoku naru đúng không? Yoku naru là dạ dày trở nên tốt. Ờ. Chẳng phải là dạ dày sẽ trở nên tốt hay sao? Hợp lý không nhỉ? Nào, đến câu số 4 nào, các bạn chọn gì đây? Ai, okay, chúng ta có các bạn nhá. Đây là hàng ngày uống rượu đúng không? Nhưng mà nhớ cái động từ này không phải yoku nai đâu nhá, mà yoku naru này nó sẽ trở nên tốt. Janai không phải là phủ định đâu các bạn nhá, mà chúng ta đang kiểu như dạng câu hỏi tu từ ấy, ở phần cuối. Janai đúng không? Chẳng phải là hay sao? Đúng không ạ? Đó, đều bạn nai đúng không? Ok. Thì nó sẽ là wake ganai, chính xác. Wake ganai là làm gì có chuyện nó vừa bằng với kotnai vừa rồi hoặc hazu ganai nhá. Thì làm sao mà cái dạ dày chịu được nổi đúng không? Dạ dày làm sao mà tốt được? Chính xác. Còn wake ni wa ikanai nó phụ thuộc vào động từ phía trước, nó là về đự hay về này. Nếu về đự thì mình sẽ hiểu là làm sao mà làm thế được đúng không? Tôi làm thế, nói chung là cái nó phải là ý chí các bạn nhá, đúng không? Nó mà áp lực tâm lý đạo đức của nó mà tôi không thể làm. Còn về này wake ni wa ikanai thì là tôi đành phải đúng không? Đó, cái áp lực đè nén này mà đành phải như thế nào đó thì mới là số 1 này nhá. Wake ni wa ikanai. Số 1 này đúng không? Thì thường thường phía trước nó sẽ là một khả năng các bạn ạ. Không thể có khả năng nó xảy ra như thế được. Đúng không? So mô này hoặc so ní này. Yo thì là hình như có rất nhiều nghĩa là không đúng rồi. Nói chung đáp án sẽ là số 2 nhá. Làm gì có chuyện mà dạ dày nó ổn được đúng không? Đấy, suốt ngày uống rượu chỉ có đau dạ dày thêm chứ làm sao mà dạ dày nó ổn được đúng không ạ? Chị, go bằng o negai shimasu. Musuko wa kikoku go. Ai, kanozo no ie nani nani kiri. Ai, kaette kunai. Đứa con trai ở Musuko đúng không? Sau khi về nước thì đến nhà người yêu chơi à? Ok, nhờ có thể ikimasu mà nhưng mà đến nay vẫn chưa trở về. Ôi thôi xong, đúng không? Đó. Và chắc đi đến thì ta bỏ cái ikanai nhá. Không đến thì nó ở nhà chứ đâu, đúng không ạ? Rồi, chính xác cái mẫu kiri là chúng ta sẽ hiểu là gì? Kể từ sau đó, đúng không? Đó, vậy là luôn luôn là cái hành động nào ở phía trước phải diễn ra rồi thì mới kể từ sau cái hành động đó thì phía sau nó vẫn giữ một cái trạng thái nào đó. Nó sẽ là ita kiri, chính xác đáp án thế này là số 3 các bạn nhé. Chúng ta thường chia sẻ là veta kiri. Đó, hành động nó đã xảy ra và kể từ sau cái hành động nó xảy ra thì phía trước nó vẫn giữ nguyên một trạng thái đó, không thay đổi. Ok chưa? Một thì không đúng rồi, dame. Ai đáp án chính xác phải là số 3 nhé. Câu số 6 nào. Ima watashi wa kate ni mondai ga atte ryoko nani nani. Hiện nay tôi có vấn đề, ok, liên quan à, có nonai đúng không? Ok, liên quan đến gia đình như là ryoko. Làm sao nhỉ? Có đi du lịch được không? Câu số 6 mọi người đang chọn 3 đúng không? Ừ, ok, mình sẽ dịch trong nghĩa là bây giờ đang có vấn đề liên quan đến gia đình như này, vậy mình hiểu là không đi du lịch được nhá. Ni chigai nai thì đương nhiên là đi du lịch được, chắc chắn không thể nào mà sai được, thì tức là chắc chắn bằng với kimatte được ấy. Câu số 1 thì sai về nghĩa nhá. So ni nai cũng như kiểu so mo nai nãy vừa rồi ấy, đúng không? Làm gì có chuyện thế nào đó, nhưng phía trước thường thường là sẽ đi với động từ thể khả năng nhé, mà bỏ mắt sự đi, nên số 2 không đúng. Video cô là danh từ. Tokoro da là lúc, đúng không? Và đáp án của nó phải là dokoro de wa nai, không phải là thời điểm để mà du lịch đâu, đúng không? Đấy, đang bận giết được này, đúng không? Nhà bao việc, đúng không? Sao mà đi du lịch được? Dokoro de wa nai, chính xác. Ừ. Đáp án, à, trước khi dạ, Dana bảo ngồi này xin mời. Còn đây các cửa và xét chữ biểu á. Thu bộ các cửa nani nani. Cái này chúng ta sẽ liên quan đến là cái vế phía trước các bạn hiểu. Có người ta cho sẵn mẫu ngữ pháp rồi là quá tô mô các cửa. Nhưng các bạn phải hiểu được vế sau nó thường thường sẽ diễn ra như thế nào. Đó, vẫn phải là hiểu được ý nghĩa của mẫu ngữ pháp đó thì mình mới chọn được là cái vế tiếp sau nó sẽ diễn tả cái điều gì. Đúng không? Câu số 7 nào. Phải hiểu đấy nhá. Đây ta phải dịch được câu đã, xong rồi hiểu ngữ pháp này quá tô mô các cự nghĩa là gì đã thì mình mới chọn ra là vế đằng sau được, chuẩn chưa?
Con nô tay các cửa xem TV, thiết bị nhỏ trang thiết bị thì không bàn tới. Cái mẫu có quá tụ mẫu các cụ này chưa bàn tới, chưa nói đến để riêng sang một bên đi, gạt nó sang một bên đã, đúng không? Chưa cần nói đến làm gì cả. Thế nên tất cả những cái nào liên quan đến cái mẫu đằng sau ấy, chúng ta không nói đến, không dùng nhá. Chuẩn chưa? Bởi vì như thế này thì là mố thì chúng ta là cái này mô chi đồng với chi biu á, mô chi đồng nani nani mố đấy, thì chúng ta mới xác định đến là cả cái này, cái này đương nhiên rồi, cái kia cũng chẳng hạn thì mới là gì nhỉ, mố đây nhỉ. Ví dụ đây nhá các bạn nhá, đấy trang thiết bị tốt thì đương nhiên rồi đấy, nhưng mà giáo viên cũng tuyệt vời này, hoặc là gì học sinh thì không trang hoàng lắm thì đương nhiên cái này sai rồi nhá. Mình phải là cái này minus sự hay plus sự, từ plus sự thì chúng ta mới dùng được nhá. Đấy, 1 với 3 loại đi, bạn nào chọn 1 với 3 sai mất rồi. À, không chỉ đến tâm mối những vấn đề mẫu tô mố các cự này, mà nghĩa là gạt cái này sang một bên, chưa bàn tới vấn đề trang thiết bị làm gì cả, mà chúng ta đã thấy là gì đấy. Hay vậy còn 2 4 nào, các bạn nhìn thấy 2 4 chưa? 2 thì là gì nhỉ? Tate naoshi đúng không? Naoshi te itadakitai, tôi muốn kiểu như là gì nhỉ, xây dựng lại đúng không? Chả hợp lý nào, không phải liên quan đến trang thiết bị này cả, cái này chưa bàn đến cơ mà, thì làm sao mà liên quan đến trang thiết bị này được, đúng không? Đáp án chính xác phải là jūgyō no hyōkaga takai, đó, cái việc là đánh giá về cái chất lượng của buổi học ấy chẳng hạn, nó rất là cao, rất là tốt đúng không? Không bàn đến trang thiết bị thế nào, nhưng mà tôi thấy là như thế này. Ok chạ, đáp án chính xác phải là số 4 các bạn nhá. Ok, rất nhiều người bạn chọn 1, tiếc quá. Rồi, tiếp theo đến câu số 8 nào. Ichido shikoto wo hiki uketa izo nani nani. Đó, người ta cho sẵn mẫu izo rồi. Vấn đề các bạn hiểu mẫu izo như thế nào để chọn các phương án đằng sau với câu đằng sau. Hachi bằng. Đó, việc chấp cái này bằng với karan hiwa, đúng không? Một khi đã thì thế nào đó. Đó, karan hiwa. Một khi mà đã chấp nhận cái công việc này rồi ấy, một lần chấp nhận công việc này thì làm sao? Đấy, về đằng sau nhá, nó thể hiện cái gì đây ạ? Một cái việc nên làm này, một cái việc tôi muốn làm, một cái dự định gì đó, hoặc là một cái việc gì đó phải làm, đúng không? Đó, xem nào. Một khi đã dám nhận, đúng rồi, thì chính xác. Chúng ta đã bán chính xác là số 2 các bạn nhá. Đấy, một khi đã nhận rồi thì làm sao đấy? Không thể nào có chuyện là từ bỏ một cái dễ dàng như thế được. Kantani yameru koto wa dekinai này. Ok chưa? À, câu này dễ rồi nhá. Còn đây, dekinai to kotowaru tsumori cũng là dự định, nhưng mà làm gì? Một khi đã nhận chẳng nhẽ là tôi dự định sẽ từ chối, là bảo là tôi không làm được à? Không đúng nhá. Kotowaritai no desu ka cũng là tai này, tuy nhiên là gì đấy? Tôi muốn từ chối à? Đúng không? Một khi đã nhận thì phải làm chứ. Moyametai to motte, một khi đã nhận mà tôi lại dự định là sẽ từ bỏ nó thêm lần nữa, thế này thì chết, đúng không? Hay câu này dễ rồi, ni bằng desu yo. Rồi chúng ta lại quay trở lại thêm một vài đề nữa nhé, liên quan đến phần ngữ pháp. Chúng ta tiếp tục làm nào. Và phần cuối chúng ta sẽ làm bài dấu sao, đúng không ạ? Ame ga yamanai nani nani shiai wa hashimerare nai. Rồi, đây tiếp theo là chúng ta quay trở lại với câu số 1 nhá, đúng không ạ? Đó, chúng ta có về trước là gì nhỉ? Abe ga yamanai, yamimasu các bạn ạ, thì có nghĩa là tạnh mưa. Vậy mưa không tạnh thì trận đấu nó sẽ không thể nào bắt đầu được. Ok chưa ạ? Vậy chúng ta sẽ có trong trường hợp này thì nó sẽ diễn tả một cái trường hợp nào đó giới hạn nhé các bạn nhé. Đấy, mình gợi ý như vậy. Vậy đáp án chính xác của nó, câu số 1 phải là số 4 mới chính xác các bạn ơi, đúng không ạ? Đó. Nếu mà monono thì là nhưng, đúng không? Nhưng thì là gì đấy? Tuy là không tạnh, đúng không? Thì trận đấu không thể bắt đầu. Nhưng tức là nó ngược nhau, mà đây là kéo theo là gì đấy? Trong trường mà không tạnh mưa, đúng không? Tức là vẫn mưa thì trận đấu làm sao bắt đầu được? Nó thuận theo nhau mà, nó kéo theo nhau mà. Thế nên phải là kagiri. Đó, kagiri phía trước nó chứ mình sẽ hiểu là fujike, và chúng ta sẽ hiểu là gì? Trong cái trường hợp mà mưa không tạnh thì trận đấu không thể nào bắt đầu được. Đó, đáp án chính xác phải là số 4 nhá. Yoni, đúng không? Thì ví dụ như là hay để mà thế nào đó. Không đúng rồi. Tối ưu vô đi là so với việc nói là cái này thì nói cái kia nó sẽ hợp lý hơn, hợp tình hợp lý hơn chẳng hạn. Câu 1 sẽ đáp án 4 các bạn nhá. Kagiri. Câu số 2 ạ. Kara ni warui to wakatte itemo warate itemo, chú ý từng cái tiểu tiết nhỏ các bạn nhá. Stress wo kanjita hi wa ni wa hai osake wo nani nani irarenai. Đấy, cái này là mẫu câu rồi này, đúng không? Rồi, biết là tốt không tốt rồi, đúng không? Đấy, biết là hại sức khỏe lắm rồi, nhưng vào những ngày mà stress, đúng không? Thì là, đấy, tức là mình sẽ uống rượu, đúng không? Đấy, uống rượu thì không tốt, thế nên mình sẽ uống rượu. Và đây, irare nai, cái mẫu câu của mình sẽ là dạng nào? Hay, ni bằng á, hay kotai wa, yon bằng desu yo. Đó, nomasu ni wa irare nai. Hoặc mình có thể có dạng khác, nó là nomanai de irare nai. Các bạn nhớ, đúng không? Không phủ định và phủ định, tức là nó thành khẳng định, đúng không? Đấy, không thể nào mà không uống được, tức là thế nào đấy mà cứ áp lực cái thì thôi mình lại uống sư mất rồi, đấy kiểu như thế, đúng không? Đó.
lỡ hết tiền rồi thì chớ, mà cuối cùng á thế cứ đi đến nhìn thấy đồ nó thích thích, nhìn thấy mỹ phẩm, nhìn thấy đồ đẹp, váy đẹp rồi thế là tôi lại mua mất, đúng không? Kawaii đúng không? Hoặc là kawaii sự ní quá thì là đề này it is có. Rồi chính xác đáp án là số 4 các bạn nhá. Đó, tada demo dewa dame desu yo. Dạ, chiki xong bằng sen sang cô mau à cho bà nào. Tiếp theo sang câu số 3 nào các bạn. Ototo wa mainichi undo shiteiru. Nani nani ikara wo shiteiru. Đó. Hàng ngày thì nó tập thể dục thể thao, vận động đúng không? Thế nên nó có một cơ thể rất là cường tráng. Một thằng em trai nha các bạn nhá. Rồi câu số 3 mình sẽ karani wa. Một khi đã thì thế nào đó đúng không? Một khi đã hứa thì phải làm, người ta hay dùng như thế đúng không? Đấy, một khi đã nhận thì phải có một phép từ bỏ kiểu thế. Câu số 1 loại nhá. C đấy, tại vì như đằng sau đó là ikara này, tốt như thế này thì không thể tại vì được. Tokoro là vào cái lúc đang thế nào đó, cũng không hợp lý các bạn nhá. Chính xác, dakete và thường thường nó đi phía trước hay là sasu ga nani nani dakete. Quá nhiên là suốt ngày luyện tập có khác đúng không? Cơ thể vạm vỡ lắm đúng không? 6 múi rồi đúng không? Đấy kiểu thế. Nó có 6 múi rồi kiểu vậy, chắc là dakete. Ok chưa? Đó, nào bạn không ngớt được nhiều phép đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn. Còn N2 thì không biết các bạn cảm thấy thế nào đúng không? Kaisani nani nani to tang o no ba hay sao nhở đúng không? Kibun ga wadaku natta. Đấy. Chẳng may nó lẫn một câu nào vào đây sao nhở? It is có. Rồi câu này thì đương nhiên là về tạ to tang rồi, cái động từ đâu chơi về tạ là cái nào? Ok, hay chui tạ. Đó, trước cự và chia thành chui tạ to tang. Đó, vừa mới đặt chân đến công ty thì tự nhiên là xây sầm mặt mày. Đó, kibun ga wadaku natta kiểu thế các bạn nhá. Nó không hiểu sao bị ốm bị mệt đúng không ạ? Câu này dễ rồi nhá. Ya, chiki go bang onegaishimasu. Lại một thằng em trai nào nữa đây. Rồi, chúng ta sang với câu số 5. Mọi người nhìn thấy chưa? Mọi người đang chọn câu 5 là số 2 đúng không ạ? Chúng ta xem nhá. Cái cách nói chuyện của em, thằng em trai tôi đúng không? Có chỗ, đấy, có một chỗ giống con gái. Nếu mà dashi thì lại chuẩn con gái rồi, mà đây nó là thằng con trai các bạn nhá. Thế nên là không thể đúng chuẩn con gái được. Đấy đúng không ạ? Đó, đúng rồi, cái onnadashi đúng là kiểu nhẹ nhàng dễ thương đúng không? Đấy kiểu như thế đúng không? Thì mới là dashi, nên câu số 1 ta bỏ đi. Tiếp theo nichigaina thì lại chắc chắn là con gái rồi, đang là con trai mà chắc chắn là con gái làm sao được đúng không? Gatai, gatai thì làm sao? Gatai thì không đúng rồi đúng không? Chúng ta bị động từ chứ đúng không? Dame, vậy đáp án chính là poi. Đó, chúng ta còn có koromoppoi và onnappoi đúng không? Onnappoi thì sẽ là cứ kiểu con gái kiểu gì ấy, cứ giống giống kiểu gì ấy, đúng không? Thì đó chính xác câu 5 phải là số 2 nhá. Rồi. Câu số 6 nào. Kono daigaku no shokan wa shumatsu nani nani ippan no hito mo riyou dekimasu. Rồi chúng ta chọn cái gì đây? Dạ, chị nghĩ đâu cứ bằng có bạn chọn 2 này đúng không? Mà có bạn chọn 4. 2 là watate, watate là phải trải qua diễn khắp trên một cái thời điểm nào đó ấy, đúng không? Hoặc một cái phạm vi ở đó nhá. Mình giải được cái một này. Niyote, niyote thì có rất là nhiều nghĩa, tùy thuộc vào này, do nguyên nhân, lý do, phương tiện, cách thức này đúng không? Rồi thì bởi ai đó này, cái này không hợp lý rồi nhá. Niyote là đối với, chúng ta loại bỏ 1 với 3 đi. Các bạn nhìn thấy siêu mắt chữ các bạn lại đợi lý watate. Watate là ở trên khắp toàn Nhật Bản này đấy, bị ảnh hưởng cái gì đó chẳng hạn này, hoặc trên cái Olympic thì diễn ra suốt mấy tháng thứ mấy tuần ấy chẳng hạn đúng không, thì mới là watate. Còn trong mẫu câu này các bạn xem này, chủ ngữ là cái thư viện của cái gì nhỉ, trường đại học này, thì làm sao đó mà vào cái này thôi đấy, siêu mắt chữ chỉ cuối tuần thôi, thì cả cái gì nhỉ, những người bình thường cũng có thể sử dụng được, thế nên nó phải dùng nó là ni kagite. Ok chưa ạ? Tức là chỉ giới hạn trong phần này, kakirimasu mà, thì nó là giới hạn chứ giới chứ hạn đúng không? Thì nó là chỉ giới hạn trong phần đấy thôi, chỉ giới hạn cho những cái ngày này thôi, đúng không? Đó, chỉ giới hạn vào cuối tuần thôi thì cả những người bình thường cũng sử dụng được. Còn những cái ngày thường thì chỉ là sinh viên của trường đấy mới dùng được chẳng hạn này. Ok chưa ạ? Riêng mà mình dịch hơi sát một chút để cho các bạn hiểu cái từ kakirimasu này nha các bạn nhá. Ni kagite. Ok chưa ạ? Chỉ cuối tuần, chỉ giới hạn trong cuối tuần thì những người đọc giả bình thường mới có thể sử dụng được thư viện này. Rồi, hai câu cuối cùng vấn ngữ pháp để chúng ta sang phần dấu sao nhá. Dấu sao của N2 xem nó có khác N3 nhiều không nào. Hay kakunin shite minnai koto ni wa nani nani. Cái phần này người ta cho các bạn về mẫu câu rồi, đúng không? Và các bạn sẽ phải xem là ý nghĩa của nó là gì thì chúng ta chọn các phương án phía đằng sau. Hay nana bang onegaishimasu. Nai koto ni wa nani nani.
Nana vâng, Mina sang. Chúng ta hiểu là gì đây? Nai koto, minai đúng không? Không làm, không thử xác nhận. Đây mình hiểu là kakunin shite mimasu nhá. Thì nó chia ra minai koto ne wa. Đó thì nó sẽ bằng với nakereba. Các bạn nhá. Đấy, nếu mà không xác nhận thử đi thì thế nào đó đằng sau. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có phương án. Hay chính xác nó là moshi akerare masen, tôi không thể nào mà đứng lên phát biểu hay là nói ra được, đúng không? Tôi phải xác nhận đã thì đằng sau chúng ta mới làm được cái điều kia, còn nếu không thì sẽ không làm được. Ok chưa? Nhưng mà điều kiện đủ ấy, đúng không? Cần và đủ. Ichido kitemimasho, trong khi mà tôi không xác nhận thì tôi sẽ thử hỏi một lần. Dame desu ne? Wakaru to omoimasu? Không được này, đúng không? Nên nakku ga aru desho, sẽ có liên lạc. Dame. Đáp án chính xác là số 4 nhá. Câu này dễ rồi đúng không ạ? Câu số 8 nào. Chōshoku wo ai nuita bakari ni. Mẫu của mình là bakari ni. Bakari ni là gì nhỉ? Mình học khá nhiều cái bakari đúng không? Veta bakari, đó vừa mới. Vete bakari đó là toàn là, đúng không? Bakari cả, đó, không chỉ mà còn. Nhiều nghĩa liên quan đến bakari quá đúng không? Còn bakari ni thì nó sẽ là gì nhỉ? Vì đó. Ừ. Vì tôi đã bỏ bữa sáng đúng không? À chōshoku wo nuita, thế nên là làm sao? Chính xác, thế nên nó phải là số 4 các bạn ạ. À, chả có tí sức lực nào nữa cả. Đó, chikara ga, đề này. Không có tí sức lực nào ra ngoài nữa cả. Bởi vì ai bỏ ăn sáng mà bữa sáng rất quan trọng đúng không? Đó. Yasete ureshi, đó. Tại vì tôi bỏ bữa sáng nên tôi đã giảm cân và tôi rất vui đúng không? Đang đổ cho trách cho cái gì đó bakari nhá. Thường thường sẽ là yoku nai koto nhỉ. Nên ichi dame desu yo. Đi bằng cái chín tổ tabeta hồ gai. Đó, tại vì tôi bỏ bữa sáng thì nó phải là đưa ra một cái hệ quả của việc đó, chứ không phải là đưa ra một cái việc làm phía sau này. Hiro wang đúng không? Và đây sẽ là chiu sốc cửa tabeta chumori đã. Đấy, đây cũng là cái việc làm giải quyết cho cái đó nhá. Còn đây nó phải là gì đấy? Hệ quả của cái việc bỏ bữa sáng. Chuẩn chưa? Rồi, câu 8 chính xác phải là số 4 các bạn nhá. Yachi, chúng ta chuyển sang phần làm dấu sao một chút nào. À, chúng ta sẽ cùng làm phần dấu sao đúng không? Cái phần này thì N3 mình đã hướng dẫn rất là kỹ. Thực ra lên N2 nó chỉ là mức độ khó hơn thôi đúng không? Và những mẫu câu mình phải nhớ nhiều hơn thôi, chứ thực ra thì nó đều xuất phát từ cái cơ bản của N3 nhá. Rất là nhiều đúng không? Trong phần lúc mà mình hướng dẫn các bạn làm phần dấu sao này chẳng hạn ấy, thì rất nhiều bạn N2 bảo ôi N2 nó không dễ như thế này đâu. Thì đúng là nó không dễ như thế này, nhưng về cơ bản nó chỉ xuất phát từ những cái cơ bản nhất, cụ thể nhất, và nó ở mức độ khó hơn thôi. Mình làm nhiều mình sẽ quen nhá. Đây, quay trở lại với câu số 1 nào, các bạn comment tự câu cho mình. Không chỉ comment đáp án nhé, mình muốn các bạn biết cách sắp xếp nữa. Đang là 1432 3412 2341 xong mình nhiều phương án này. Các bạn ơi, có thể giúp mình comment thứ tự được không ạ? N mấy thì N đúng không? Cứ xuất phát từ cái cơ bản nữa, cái từ loại nó là cái nào chúng ta sẽ ra được nhá. Ok chưa? Đấy, lúc này chúng ta xuất phát ở đây này, koromo, đây chúng ta phải tìm một động từ liên quan đến nó. Ok, yêu được nhở, shikaru cũng được, thì vậy không thử nữa, đừng thử vào. Chúng ta xuất phát từ cuối đi, chúng ta thì quá gửi đến cuối được, ố gửi đến cuối được, chắc là chỉ có ní hokan là đây đến cuối, hoặc là I stay được cả là đến cuối cũng được nhở. Đó, cái này thì hơi khó một chút này, chúng ta dựa vào nghĩa nhá, đúng không? Thì cái này nó phải ra đằng trước, đúng không? Cái này ra đằng sau. Chuẩn chưa? Bởi vì là chúng ta thấy go quá thì nó phải là chủ ngữ đúng không? Thì đấy, tức là một cái việc, một cái là gì nhỉ? Mắng con, còn một cái là gì nhỉ? Yêu thương con. Chuẩn chưa? Thế nên mình nghĩ là đây shikaru thì nó no quá, có no quá đây thì nó phải đi vào đây sập đi hơn. Vậy ba nó sẽ vào đây. Bạn nào để không để ba đầu thì nó sẽ bị sai mất rồi nhá. Bạn comment từng câu một giúp mình nhá. Đó, ok, ba vào đây. No quá. Tiếp theo này chúng ta sẽ có là gì đấy nhỉ? Đấy, lại có kodomo. À đây, vậy một cái là mắng con, một cái yêu con. Vậy mình sẽ để cái mắng con đằng trước, yêu con ra đằng sau. Vậy 4 đi với 1. Chuẩn chưa ạ? 4 đi với 1. Ừ, đó. Vậy nó không thể tự nhiên mà tự nhiên lại ní hô cả là nai như này được. Thế nên là 2 để ra cuối. Và 4, 1 mình đã có rồi, mình lắp luôn vào đây. Vậy nó sẽ là 3, 4, 1, 2. Chính xác chưa ạ? Ôi giờ là kodomo shikaru no wa, đúng không? Kodomo ai seiru kara hay kara ni hokkananai, đúng không? Cái mẫu ni hokkananai nó là chính là vì nó không có cái gì khác, là nó chính là cái này này. Việc mà bố mẹ mắng con cái chẳng qua cũng chính là vì bố mẹ yêu thương con cái mà thôi. Chuẩn chưa? 3, 4, 1, 2 các bạn nhé. Sang câu số 2 nào. Kono ewa wa honto ni nani nani mono rashi. Mono rashi, nhìn thấy chưa? Câu số 2 mọi người đang là 4231. 4231 để xem nào. Chúng ta có này. Đã có mặt Fujike như này chắc chắn nó sẽ bổ nghĩa cho một danh từ.
đúng không ạ? Đó, thì không phải là câu chuyện được so với nhé các bạn nhé, câu chuyện được làm thành hay là cái thứ mà được làm thành, đúng không? Cái bộ phim chứ, đúng không? Nó thay thế cái mono, thay thế bộ phim nhá. Đó, nó được sáng tác thì được dựng lên đấy, đúng không? Một nó sẽ vào đây hợp lý này. Đó, danh từ nó bổ nghĩa cho cái này hợp lý hơn. Tiếp theo, à lại có áp tạ. Đấy, có cái gì đó thì đương nhiên mà có trên sự thật, trên thực tế thì ok. Chúng ta sẽ để 4 này, nó sẽ bổ nghĩa cho 2 và thậm chí nó vào luôn đây rồi. 4, 2. Wakademos có, chuẩn chưa? 4, 2, mà đương nhiên chắc là 3 vào đây nhỉ? Ta đọc thử câu xác nhận lại xem có đúng hay không nhá. Kono ega wa honto ni atta hanashi ni moto ni moto zuite desu ne tsukurareta mono dashi. Bộ phim này nghe nói là một tác phẩm đã được dựng dựa trên một câu chuyện có thật. Đó, motozute là dựa trên cái gì đó, lấy cái đó làm cơ sở căn cứ để làm một cái gì các bạn nhá. Thường thường là dựa trên một câu chuyện có thật, đúng không? Dựa trên một cái tài liệu đó chẳng hạn. Ok chưa? Ừ. Câu này dễ rồi đúng không? Chúng ta sang câu về câu số 3 nào. Otosan nani nani yoku nai ne. Ừ. Otosan, đó, tự nhiên ở đây thì ta không biết đi như thế nào. Yoku nai ne, nó đi từ cuối được đấy các bạn ạ. Rồi câu số 3, các bạn comment cả thứ tự câu cho mình nhá. Tại vì có thể bạn làm câu 3, câu 4 rồi mình nhìn lại biết đâu rồi mình lại nói sai với các bạn. 4321, 4132, ồ thì chúng ta xem nào. Đó, giúp cái này nè, mình phải đánh giá một cái gì đó tốt hay là xấu, đúng không ạ? Thì đó, nó phải đi về cái nào? Có cái nào chủ ngữ đây không? Ok, susume đủ nổ á. Chính xác, mình sẽ đặt một nó vào đây. Đấy, cái việc này là không tốt. Tiếp theo, vậy tiến hành cái gì? Đúng không? Nó phải đi với ố. Có cái nào ố đây không? Chính xác, vậy 3 ta đi vào đây. Vậy 3, 1 đi đằng cuối này rồi. Chuẩn chưa? Vậy nhiệm vụ của bạn 2, 4 hay 4, 2 thôi. Đúng không? Và câu chuyện là câu chuyện gì chứ nhỉ? Đúng không? Ok, danh từ cái này phải đi với một danh từ. Chuẩn chưa? Kasoku ryoko no. Danh từ đâu? 3 đây rồi. Ok, vậy 4 mình sẽ để ở 3 nhá. Ở trước 3 nhá. Vậy đương nhiên chắc 2 nó vào đây. Ides có. Đó, câu số 3 phải là 2, 4, 3, 1 chứ. Đúng không? Otosan nu kide, đó có nghĩa là không có, loại trừ đi, kiểu kiểu thế nhá. Một câu này mình để 3, 2, cái vị trí nu kide cuối cùng. Chuẩn chưa? Nó phải là 2, 4, 3, 1. Đó, bạn có một vài bạn đấy là 4, 3, 2, 1 là nó bị sai vị trí này rồi, đúng không ạ? Otosan nu kide, kasoku ryoko no hanashi o sumeru no wa yoku nai ne. Cái việc mà chúng ta cứ bàn những cái câu chuyện liên quan đến cái chuyến đi du lịch gia đình ấy mà thiếu bố, như kỳ là bỏ bố đi gặp đi ấy, đấy, thiếu người đấy chẳng hạn thì không tốt mấy, đúng không? Không có bố thì mà mình cứ bàn luyện thì không khổ tí nào. Đúng không? Nó phải là 2 4 3 1. Chuẩn chưa ạ? Ừ. Câu số 4 nào mọi người đang là 1 3 4 2. Câu số 4 đâu rồi? Mọi người comment giúp mình nào. Kyoiku nesina oya nani nani kibo no daigaku ni gohaku shita. Ok chưa? Đó. Cái người bố người mẹ mà vô cùng là kiểu tâm huyết với vấn đề giáo dục ấy. Đằng sau là mình đã đỗ đúng không? Đỗ vào cái trường đại học mà mình theo đúng nguyện vọng của mình. Nomoto de torikumi mashime ni nanka benkyo ni. Câu số 4 đâu rồi ạ? Bạn Hương, số chip 4321 là của câu nào đây? Bốn ba ba bốn một ba bốn hai. Ừ, chúng ta xem nhá. Let's go. Chúng ta có này, chúng ta có cụm từ gì nhỉ? Ai no một tổ đấy, đã có no thì mình phải tìm một danh từ. Thì đây có thể là torikumi cũng là danh từ nhỉ, nhưng mà sự chuyên tâm vào đó thì không phải. Mình sẽ dựa đây là dựa trên cái gì nhỉ? Theo như ấy, đúng không? Đó, vì bố mẹ đấy chẳng hạn. Ok, vậy một mình sẽ để đây các bạn nhá. Đó, mẫu câu mình sẽ là no một tổ đấy. Chuẩn chưa? Nên một phải để đằng trước nha. Bạn nào để không một đằng trước là sai mất rồi này. Tiếp theo, sự chuyên tâm, và chuyên tâm vào cái gì đó thì mình cái đó đây là gì nhỉ? 4 nó sẽ đi với 2 các bạn nhá. Đúng chưa ạ? Đó. Mà mashime thì học một cái thế nào đó đúng không? Đây học một cách nghiêm túc đúng không? Vậy 3 nó đi với 4, chúng ta bê nguyên cái này lên sẽ là 3 4 2 ở đây. Ok chưa? Torikumi. Thực ra các bạn có thể đổi một chút này, 3 4 chúng ta đổi vị trí cho nhau cũng được các bạn ạ. Không sao cả vì nó bổ nghĩa, có thể là học chuyên tâm một là học một cách chuyên tâm, hoặc là chăm chú chuyên tâm và việc học một cách rất là nghiêm túc chẳng hạn, đều được nhá. Tức là nếu nó không làm thay đổi vị trí của cái hai này. Đó, đều cườm torikumi, nhưng có thể là majime ni benkyo ni torikumi hoặc benkyo ni majime ni torikumi đều được.
It is có, vậy có thể là 1, 3, 4, 2 hoặc 1, 4, 3, 2 đều được. Vấn đề là vị trí dấu sao nó không bị thay đổi đi các bạn nhé. Đó. Tôi đã đỗ vào cái trường nào tôi đúng nguyện vọng đúng không? Sau khi chuyên tâm học hành một cách rất là cẩn thận thì dựa trên là cái sự nhờ việc với bố mẹ tôi rất là kiểu làm sao nhỉ? Rất là tâm huyết về vấn đề là dạy giáo dục chẳng hạn. Ok chưa ạ? Ừ. Rồi chúng ta sang về câu số 5 nào. Kotoba sukai nani nani okiku koto naru koto ga aru. Nào sang với phần số 5 nào. Câu này cũng cảm thấy hơi đơn giản một chút đúng không? Chúng ta có thay đổi các bạn nhé. Nếu mà nó là ban dư đưa ra cái inso cái ấn tượng thì chúng ta biết trợ từ ố. Vậy đây nó lại trợ từ gá câu thì chắc chắn là cái ba nó sẽ phải bổ nghĩa cho hai các bạn ạ. Đúng chưa? Đó, cái ấn tượng được gây ra cho ai đó nữa. Tại vì nó sẽ đi với tìm với ní và đây có một cái ní đây rồi. Vậy nó sẽ là 4, 3, 2 đi với nhau. Đúng không? Vậy nhiệm vụ các bạn xem là một nó đứng đằng sau hay một nó đứng trước thôi. Đúng không? Đứng trước cái cụm này thôi. Chuẩn chưa ạ? Rồi câu số 5 mọi người đã nhìn thấy chưa? Ý đấy có. Câu số 5 nha. Mọi người đang thấy là 1, 2, 3, 4 thì như đang kiểu khoanh bừa hay sao thế này. Đây, mình phân tích đúng không? Nếu mà tay độ thì thường nó sẽ bổ nghĩa cho một danh từ. Đó, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đây, nó nếu mà nó được đưa ra ấn tượng, gây ra ấn tượng là phải in số tài được. Vậy mà đây trợ từ nó là gá các bạn nhá. Thế nên chắc chắn là cái số 3 nó phải đứng trước 2. Ok chưa ạ? Đó, cái ấn tượng được gây ra cho ai đó chẳng hạn. Ok chưa? Vậy nó sẽ 4, 3, 2 đi với nhau. Vậy một nó sẽ đứng ở vị trí nào? Đúng không ạ? Và đây, một nó sẽ đứng ở vị trí này các bạn nhá. Đó, vậy sẽ là 1, 4, 3, 2 vào đây. 1, 4, 3 và 2. Shidai đấy, ở đây nó là kiểu tùy thuộc vào, nó kéo theo đằng sau, nó kéo theo một cái việc nó thay đổi ấy, đúng không? Đó, cái việc dựa trên cái việc mà tùy thuộc vào cái từ ngữ mình sử dụng, đúng không? Thì nó sẽ có thể có cái sự khác nhau rất lớn với cái ấn tượng mà mình gây ra cho người khác, đúng không? Cái ấn tượng chủ ngữ các bạn nhá, ấn tượng mình đang gây ra, mình mang đến cho người khác chẳng hạn, thì nó sẽ là 1, 4, 3, 2. Ok chưa? Câu số 6 nào. Jikan nani nani no ni. Câu số 6 mình nhìn thấy có phương án là 3, 2, 4, 1. Chúng ta cùng xem nào. No ni thì chúng ta phải là futsuke no ni. Ok, 1 ta vào đây. Chỉ futsuke duy nhất đây đúng không? Ok, no ni là migoto dekita no ni. Chính xác chưa? Đấy, đã có thể rồi. Tiếp theo mẫu câu của mình là sai adeba. Danh từ đi với sai adeba. Ở đây, vậy chúng ta sẽ có là 3 vào đây. Câu này dễ đúng không? 3, 2, 4, 1. Chính xác luôn. 3, 2, 4, 1 chắc không sai đúng không ạ? Hãy đi đến chỗ. Nếu mà có thời gian đúng không thì tôi đã có thể đi khắp nơi để có thể xem nơi này nơi kia rồi. Kankochi là những cái địa danh du lịch ấy. Ấy thế mà đúng không? Nôn ý thì tức là trên thực tế mình không đi được nhá. Yeah, chi nó nào bằng hai câu cuối cùng nào, chúng ta xem nào. Kangae nani nani michi ga kimarimashita. Đấy, con đường mình đã được quyết định. Đấy, đã quyết định cái con đường. Con đường gì các bạn nhỏ? Con đường gì đó kết hợp vào thì ta phải là tương lai thì phải đi với no mà không có no ở đây. Vậy mình sẽ dùng sư mự bê kỳ các bạn nhé để bổ nghĩa cho michi này. Số 4 mình sẽ vào đây. Đó, con đường đi trong đâu? Trong tương lai đúng không? Thế nên hai chúng ta vào đây luôn này. Đấy, trong tương lai. Vậy kangae đó, nuki đúng không? Nuki nó nui tê các bạn ạ, tức là gì? Sau một rồi, sau khi mà mình đã suy nghĩ về cái gì đó thì mình đã cuối cùng mình đã tóm lại là mình đã có cái quyết định là cái con đường mình sẽ đi trong tương lai, cái lộ trình mình sẽ đi như thế nào, đúng không? Đó, chính xác. Câu này nó phải là 3 vào đây, 1 vào đây, yoyaku. Đấy, cuối cùng thì nó tóm lại là như thế này. 3 1 2 4 các bạn nhá. Ok chưa? 3 1 2 4 chính xác. Yuki Hana-san. Yachigi 8番 câu cuối cùng nào. Kare wa nani nani shinai de yasunda. Nhìn thấy chưa? Chúng ta có okureru. Đấy, từ này thì mình lý cho nó nhỉ, cái gì đó muộn, muộn so với cái gì đúng không? Ok, 2 chúng ta sẽ đi với 1. Đó, muộn so với trận đấu. Shinai này mà mố shinai. Đó, ok, 4 mình vào đây. Chuẩn chưa? Vậy 2 1 mình đi với nhau rồi, vậy chúng ta 4 vào đây rồi, chúng ta chỉ xem là 3 nó vào đâu thôi. Doko do ka? Idesuka? Vậy chúng ta thực ra nó sẽ là đây. Okureru doko do ka? Đó, chúng ta sẽ có 2 1 vào đây luôn và chúng ta để 3 ở đây các bạn nhá. Đúng không? Anh ấy đúng không? Đấy, đã mặc dù là đã biết là sẽ muộn rồi đúng không? Thậm chí còn liên lạc cũng chả liên lạc mà cứ thế mà nghỉ thôi.
Chuẩn chưa ạ? Nó sẽ là 2, 1, 3, 4. Minasang Idesko, vậy hôm nay chúng ta đã điểm qua những cái ngữ pháp. Thấy một vài bạn mà học N3 và cũng thấy là ngữ pháp này cũng biết sơ sơ một chút đúng không? Đấy thì cũng rất là may, thì bạn nào học N2 thì có thể củng cố ôn lại được này. Nhưng bạn nào học N3 thì cũng có thể là có một vài ngữ pháp mình biết, những ngữ pháp nào mình không biết thì mình có thể biết thêm nữa, mở rộng ra đúng không? Để chẳng may mà nó vào thì mình có thể làm được đúng không ạ? Hey, minasang kyou wa mite kurete domo arigatou gozaimashita. Ya, mata. Desu ne. Mata ashita.